đối mà kêu đội bạn to khỏe và mạnh, nhưng mà tụi em vẫn cố gắng để hoàn thành tốt được trận đấu này. Thì bản thân chúng tôi là những người là công tác huấn luyện cũng như là các vận động viên sẽ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ các bạn, đặc biệt là những cách chơi của các bạn, cái lối chơi mà tôi chọn rằng rất phù hợp với một lối chơi của người châu Á, ngắn nhỏ nhanh. As we know, Japan football is the number one in the Asia. So to get this kind of experience, condition of football ground, of course weather is cold, but it's okay. It's in, and boys, the players will gain more experience in, for the future football.